Xin chào các bạn nhé. Thì hôm nay thì mình đi thay dầu xe máy các bạn ơi. Đây thì chị chú ấy đang khuyến nghị chạy 1.700 với 1.500 thay dầu máy các bạn. Nhưng mà thường thường thì mình chạy 1.200 là mình đã thay dầu đó các bạn. Thôi chú cứ thay cháu đi. Vâng. Đây. Và đây, xe mình đi. Xe mình thì cứ chạy tầm 1.200 là mình đã bắt đầu thay dầu. Xe mình mua cuối năm 2017, đầu 2018, hiện giờ đã chạy được hơn 50.000 km rồi các bạn ơi. Đây, chính xác là 54.830 km. Rồi sau đây thì chú sẽ xả rốn dầu rồi các bạn nhé. Hôm đấy cháu đổ như cắt trôn, thay cắt trôn. Cắt tích. Như dầu nó mà như thế nào là nó đã hỏng rồi chứ? Như kiểu nó đen quá hay thế nào? Nó đen, nó chạy quá 1.000 cây. Nó chạy tổng 2.000 cây thì cái dầu nó lỏng hơn một tí. Đen đi tí, còn như cái mức dầu này của nó là thường nó chạy thêm 300, 400, 500 thôi. Thì cái mức dầu nó còn sáng như này, đỏ. Thì nó không bị lăng phí. Vâng. Chạy tàu 1.200 là phí quá. Cứ từ 1.500 đến 1.700 độ lại. Vâng. Thay ở trong khoảng 1.500 đến 1.600. 1.500, 1.600. Nó lăng phí được. Vâng. Đây thì mình đang đợi cho nó chảy hết dầu xuống xuống cái khay dưới này các bạn nhé. Dầu cứ để cho nó chảy tự nhiên xuống khay thì rất là tốt cho xe. Còn nếu mà các bạn muốn nhanh thì các bạn xịt cái bơm vào cho thêm áp lực cho nó sạch trong cái máy. Chảy cũng chảy hết dầu rồi đấy. Trời mưa, xe mình đi khá là bẩn các bạn ơi. Rất là nhiều bụi bặm như cát đất bám hết vào xe. Đấy, bây giờ thì mình sẽ lên đây quay cho bạn xem chú ấy đổ dầu này. Đây mình đổ dầu Havoline nhé. Chai dầu này có dung tích là 800 ml, là gần 1 lít. Ok, vậy là đã thay xong dầu rồi các bạn ơi. Ở trong này thì chú sửa rất là nhiều xe. Đây, bây giờ mình sẽ trả tiền quỹ về các bạn ơi. Đâu gửi tiền chú ơi. Chín mươi k.
không có cái tiền. Đây các bạn có thể thấy ở đây rất là ngổn ngang, bạn rất là nhiều xe phụ cùng xe máy. Khu này thì cũng gần nhà mình thôi.